Hello, chào mấy chú anh chị em đến kênh của bé Hạt Tiêu nha. Hello con. Út qua hello. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Út qua bye bye. Bye bye. Con thơm được. Thơm được không bà cô chú? Ô giỏi quá. Thơm được không bà cô chú? Hôm nay không có video gì nên là bố Hạt Tiêu. Bố Hạt về. Đi mẹ. Đi mẹ. Vũ thêm. Chắc giờ Vũ có hay dùng cái gì không Vũ? Mỹ phẩm á? Không. Không hả? Không, hôm nay bác Hạt Tiêu sẽ nghĩ ra một cái chủ đề để làm video cả nhà. Trang điểm cho Vũ nhỏ. Tại vì vừa có Vũ nhỏ thì đang có em bé nên là không trang điểm được. Nhưng là trang điểm cho Vũ nhỏ thử coi trang điểm lên cái mặt có đẹp tí nào không nha. Tay nghề. Tay nghề giúp chưa rồi. Em bé phải đi dùng mặt đấy. Thôi mà thôi đi. Nhưng nắng là hơi tức xong tầng tầng hộp mình. Ngồi xuống. Này sẽ lùi em trai đầy lâu ngày cũng nhớ nghĩa cả nhà. Quên mình có trang điểm đâu. Mình sợ mình quên ấy. Nhưng hôm nay mình rồi quay cái mặt qua đây coi. Chờ một tí nha. Đây, cái này đeo lên cho đứa xuống tóc coi. Làm đẹp vẫn đây. Trang điểm cũng kiểu vậy này, lúc mặt mục quay cho cả nhà xem mặt mục và mặt kia trang điểm, mặt kia trang điểm và mặt trang điểm nha. Mặt này hơi có mụn nhá. Không trang điểm bấm bún mà bông. Bún làm không? Đấy, da mặt đẹp đấy. Đi làm xong lấy cho bố một cái nón bảo hiểm nha bông. Bố đang nhà ba đúng không? Mắt cái gì kì? Cái mắt vào. Đẹp. Bây giờ tiếp tin là bố kem lót. Tiếp tục. Xong kem lót rồi nha cả nhà. Nó quay cho cả nhà xem. Mặt cũng trắng trắng gần bằng mặt bé Hạt rồi đó. Rồi bước thứ hai đây, kem nền nha. Tô son đấy mà. Tô được chị. Trang điểm là phải tô son chứ chơi. Hỏi có tô son không hỏi lại thế nhỉ. Cái này trang điểm hóa thân này cô gái mà. Cái gì vậy? Đúng nha. Máu mất cấp này hơi nhiều rau nha cả nhà. Cười xìu. Trang điểm xong rồi muốn nhỏ đi nhà hàng xóm. Và nhà hàng xóm có nhận ra. Quay này. Mặt này chắc phải tốn hai cái chai kem nền đấy. Nó phải nằm tỉnh. Thử nằm im chịu chỉnh.
chỉ cần thôi chứ là sao. Bố lại ba không? Đẹp quá này. Bỏ kem này nhiều nhiều tí. Xin lỗi rồi. Như nào nó còn không? Không nghịch nữa. Không nghịch. Để bác làm nha. Chiều bố. Chú con gái. Chú bố đây, SOS. Bố bắt sữa nhau rồi. Đi mẹ. Qua mẹ. Qua mẹ nhé. Qua mẹ. Sao anh? Bố sữa nắng sữa anh. Yên con. Nhanh thôi. Mất cấp nhanh. Sụp ở đây không ngủ được. Chọc cả lớp tai tôi đi. Sắp xong rồi. Vậy vậy 49 bước. Muốn mấy cái này kề mó như này. Quần
mái của bà. Lại cài vậy. Trang điểm cô dâu ấy là ngọt. Hơi yếu lâu ngày mày. Trời chưa phải lỡ hơi khỏi chứ. Nhìn hơi hơi kiểu quá. Xong chưa? Sắp xong rồi đó. Bây giờ cái phần lãnh to là xong rồi đó. Đẹp đấy.
xong hình dung vào cái cưa như là xong rồi đó. Đó. Nhìn cũng rất là đấy, nhìn rất là đẹp đúng không cả nhà? Nhìn rất là đẹp đấy, đẹp được. Cái này ấy thì bộ tóc già nó là được á. Đi quay cận cảnh không bà có chút xem đấy. Cả nhà. Vui rồi, cười lên muốn mở mắt lên xong rồi nhắm mắt quái thế hả? Rất là đẹp gái luôn nha cả nhà. Nhưng mà cái cổ hồi nãy Hà Tương có đánh kem. Nhưng mà mình mà làm chơi thiệt con gái là mình sẽ đánh kem á. Nhưng mà làm cái vui nhỏ là không đánh nha. Nó hồi nãy Hà Tương quay nó cứ cười lên ra đây này. Rồi, rất là đẹp. Vũ thấy đẹp không Vũ? Vũ thấy mình đẹp gái không? Không. Không, tôi bị ép. Ép đâu ép. Quay qua đây Vũ, quay. Cười vụ ảnh coi. Nóng cái đứa đó cả nhà đấy, đã vừa vú xích 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 vừa gần chị coi. Xích vừa gần chị coi, hai chị em mặt coi. Nó nhìn mặt rất là đẹp cả nhà. Tao một chiều. Đẹp gái rồi. Đó, làm hình thu meo cả nhà. Cả nhà thấy hạt tiêu make up cho lúc nhỏ có đẹp không? Cái lúc đầu mà chưa make up, là lúc make up đưa vô gần gần đây cơ mà. Ngứa mũi quá. Đẹp gái quá trời luôn á. Kêu vừa lên coi thôi đẹp gái rồi. Không 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 không. Ấp ơi. Ấp ơi. Bây giờ kêu con nó nhỏ lên coi. Coi có nhìn ra bố không nhỉ? Tôi bị ép. Bạn chắc khô. Khô tí rửa ra không? Ra có nước tẩy trang mà. Trời ơi cứ sợ không ra cả nhà. Bây giờ thử thách cũng ngồi nhà hàng xóm chơi đấy. Đi không? Bây giờ ba chịu thử thách cũng ngồi đi qua nhà hàng xóm chơi. Bây giờ nhà hàng xóm cái bên đang có thể là đông người luôn á. Thử thách cũng ngồi chơi không? Không hả? Không đi được à? Ngại. Nhìn mặt cũng cười quá à. Trời ơi. Nhìn mặt cũng nhỏ mắc cười quá nhà ơi. Ơp ơi. Ăn bốn mắt xong mắt bói bó xong này. Bữa con gái thì coi. Coi. Con nhìn con chồng của mình không. Vừa bông. Ai đó. Bông á. Chơi bông. Chơi bông. Chơi bông thì coi xe to. Có chơi. Xin ạ. Cười không? Cười. Ai ông là ai? Cười yêu mình bố không? Những mày bố này. Một chút mỏi mày đủ táo đi, chút mỏi đi. Táo đi đây. Bông gian. Thử thách vũ nhổ đi qua nhà hàng xóm chơi. Đi bố, đi. Chịu chết thôi, không đi, cả nhà ơi ngại. Bây giờ nhà hàng xóm đang rất là đông, bây giờ chỉ thử thách cũng nhỏ đi đấy. Đi được có thưởng. Đây mà chị. Nhà răng được cười coi. Ủa cái nêu ở nhà tiêu. Rồi nha cả nhà ơi, bây giờ chắc là bé Hạt Tiêu sẽ kết thúc video để đi tẩy trang cho bố nhỏ nha. Chắc là khó chịu lắm rồi á. Nhìn rất là mắc cười cả nhà, mà thấy tay nghề như cấp của bé Hạt Tiêu như nào cả nhà comment bình luận cho bé Hạt Tiêu biết nha. Rồi bây giờ bé Hạt Tiêu sẽ kết thúc video đây. Nếu cả nhà thấy video hay thì cho bé Hạt Tiêu một like, một chia sẻ, một lượt đăng ký kênh nha cả nhà. Bye bye. Cái trang nó mặt nạ. Cái trang nó mặt nạ bảo vệ làn da nha. Mặt nạ chứ nó lại học lại gì nọ. Để chị em hay chút xưa. Cái chú nghĩa sợ như một cái áo này. Thank you.